Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giá sản phẩm của iDoYo. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau trong một cái bài đánh giá chi tiết về một cặp tai nghe chơi game đến từ MiAudio. Đó chính là chiếc MiAudio M6 VR. Đây là một cái cặp tai nghe được MiAudio phát triển để cho nó phù hợp với cái nhu cầu chơi game ở trên đa nền tảng. Cái thiết kế của nó thì gần như là giống hoàn toàn với chiếc M6 Pro, chỉ có khác đó là cái Diver Dynamic 9mm nó được thiết kế lại để cho phù hợp với cái nhu cầu tái tạo không gian ảo tốt hơn so với những cặp tai nghe khác. Đây, phía trước của cái hộp thì chúng ta có thể thấy cái tên sản phẩm này, M6 VR này. Dưới này thì đây là hình ảnh của cái kính VR khi mà cái tai nghe này được gắn ở trên kính luôn này. Phía dưới này thì là những cái thiết bị mà cái tai nghe này có thể tương thích. Kính VR này, máy chơi game PSP này, Xbox này, Nintendo này, PC này. Và nó cũng hỗ trợ cả mic đàm thoại luôn. Cái giải tần của nó là từ 20 đến 20 Hz và nó có khả năng kháng nước là IPX5. Tai nghe này được thiết kế theo dạng móc qua vành tai và cái cáp của nó thì có thể tháo rời được. Đi kèm ở trong hộp thì nó sẽ có hai bộ cáp, tí nữa thì chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về điều này. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp để chúng ta cùng xem ở bên trong những cái phụ kiện và cái tai nghe này hình dáng nó ra sao nhá. Đây, chúng ta sẽ có một cái sách hướng dẫn. Đây, cái sách hướng dẫn này thì nó sẽ hướng dẫn tất cả những cái thứ liên quan đến cái việc là tháo lắp, nó rất là kỹ càng luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái cáp được tối ưu cho kính VR, một cái cáp với cái chiều dài khoảng tầm 50cm. Và ở giữa của nó thì chúng ta sẽ có một cái phần nối như này. Và cái cáp này thì nó sẽ không có mic. Ngoài cái kính VR ra thì cái cáp này cũng rất là tiện cho những ai sử dụng máy nghe nhạc như là iPod Super hoặc là Sansa Clip để chúng ta chơi thể thao. Còn có hai cái phụ kiện khác để giúp cho cái tai nghe có thể gắn chặt hơn ở trên cái kính VR. Với những bạn sử dụng kính VR thì MiAudio đã có cái hướng dẫn bằng video clip cũng như là trong cái tờ sách hướng dẫn sử dụng kia rồi. Thì nó cũng tháo lắp rất là dễ dàng thôi. Đi kèm trong hộp thì chúng ta sẽ còn thêm một cái hộp đựng bằng vải như này, khá là chắc chắn. Và cái hộp này cũng là cái hộp chống sốc, có cái logo của MiAudio ở đây. Và đây là cái khóa kéo thì cũng có logo của MiAudio luôn. Phía bên trong thì nó cũng có thêm một cái túi nhỏ để chúng ta có thể để những cái phụ kiện như này vào trong này. Những cái phụ kiện như là mút tai chúng ta có thể cho vào trong này một cách rất là dễ dàng. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại với những cái bộ tip. Chúng ta sẽ có khá là nhiều tip ở đây, 1, 2, 3, 4, 5. Còn 5 cái bộ tip nữa. Và trong đấy thì chúng ta sẽ có 3 cái bộ tip cây thông với 3 cỡ SML và thêm 2 cái bộ tip size S và size L thông thường nữa. Với cái bộ tip cây thông này thì nó sẽ giúp cho cái tai nghe đi sâu hơn vào trong tai và mang đến cái cảm giác bám chắc hơn ở trong tai, cũng như là tăng cường cái khả năng cách âm tốt hơn. Nói chung là tùy vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta thì chúng ta sẽ lựa chọn những cái mút tai làm sao để khi đeo ở trên tai thì cái cảm giác đeo là thoải mái nhất và mang đến cái độ fit nhất, thì cái âm thanh của nó sẽ mang lại cái hiệu quả cao nhất. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái nhân vật chính của chúng ta. Đó là chiếc MiAudio VR, một chiếc tai nghe chơi game có cái giá tầm khoảng dưới 1 triệu đồng. Đây là một cặp tai nghe được thiết kế dựa trên nguyên mẫu của chiếc MiAudio M6 Pro. Các bạn có thể thấy cái phần thiết kế của nó giống hệt chiếc M6 Pro phiên bản Gen 2 đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái phần housing được làm bằng nhựa trong ở đây. Và cái phần dây và cái phần housing nó có thể tháo rời được với nhau. Cái việc dây và cái phần housing này nó có thể tháo rời với nhau thì nó sẽ mang đến những cái lợi ích. Thứ nhất đó là khi dây này hỏng thì chúng ta có thể thay được bằng dây khác. Và cái thứ hai là nó giúp cho chúng ta chuyển đổi giữa cái dây ngắn và dây dài một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về cái housing của cặp tai nghe này. Đây, một cái housing được thiết kế theo dạng in-ear monitor và móc qua vành tai. Cái phần cell của nó thì được làm bằng nhựa trong và chúng ta có thể nhìn thấy luôn cái phần driver ở bên trong. Cái phần connector của cái tai nghe này nó là sử dụng cái connector thửa riêng của MiAudio. Đấy là cái phần connector chân kim. Cái việc tháo lắp này nó cũng rất là dễ dàng, chúng ta chỉ cần rút ra như này. Và khi lắp vào thì các bạn chỉ cần lưu ý là nó có một cái khớp, chúng ta chỉ cần cho đúng vào cái khớp và cho đúng bên trái phải. Sau đấy ấn vào thì nó sẽ vào và nó sẽ rất là chắc. Tại sao MiAudio họ lại không sử dụng những cái chuẩn khác như là MMCX hay là chuẩn high pin? Bởi vì MiAudio có nói rằng là với cái chuẩn chân kim này, nó sẽ mang đến cái độ bền cũng như là nó đỡ bị lỗi vặt hơn so với những cái chuẩn khác. Còn về cái phần dây thì cái phần earhock này nó có thể bẻ cong và nó nhớ luôn cái vị trí sau khi bẻ cong này. Chúng ta có thể bẻ tùy thích theo cái form tai của chúng ta. Ở trên dây nó sẽ có một cái cụm điều khiển, ở đây nó sẽ có một cái phím bấm để chúng ta bấm dừng chạy nhạc, nhận cuộc gọi và chuyển bài nhưng không có tăng giảm âm lượng. Trên cái cụm điều khiển này thì nó cũng được tích hợp một cái microphone luôn để giúp cho chúng ta có thể đàm thoại một cách rất là dễ dàng.
cái mic của Mi Audio thì họ cũng làm rất là tốt. Nói chung là cái mic này thì nó cũng không kém so với những cái mic ở trên những cái tai nghe của iPhone đâu. Còn cái phần dây này thì nó được làm bằng hai lớp. Lớp bên ngoài là một cái lớp silicone trong và lớp bên trong là một lớp dây rủ nữa, giúp cho cái dây nó có khả năng kháng nước tốt hơn, chống chọi với mồ hôi và bụi bẩn tốt hơn, cũng như là tăng cường cái độ bền cho cái dây này tốt hơn so với những cái dây khác. Ở giữa thì nó sẽ có một cái phần chia như này, và cái phần chia cũng được làm rất là chắc chắn luôn. Còn đây là cái phần jack của nó, được thiết kế dạng chữ L, nhìn rất là chắc chắn đúng không ạ? Và cái sợi dây này thì nó cũng được làm bằng chất liệu đồng OCC, cho cái khả năng truyền dẫn tín hiệu rất là tốt. Cái độ bền của cái sợi dây này thì nó cũng đã được khẳng định ở trên những cái tai nghe trước của họ là chiếc M6 Pro hay là MX1, MX2, MX3, MX4. Bây giờ thì mình sẽ đeo cái tai nghe này lên để chúng ta cùng xem khi mà đeo lên trên tai thì nó sẽ như nào nhá. Đây, để mình hướng dẫn các bạn đeo luôn, vì cái cách đeo này thì nó cũng khá là mới mẻ so với rất là nhiều người. Đây, để đeo lên trên tai thì các bạn sẽ cho cái tai nghe vào trong tai. Sau đấy chúng ta bẻ lại cái phần dây này cho nó qua vành tai. Như này là nó đã chắc chắn ở trên tai rồi. Khi mà các bạn làm quen thì nó làm rất là nhanh và rất là dễ. Đây, mình cho vào trong tai và mình bẻ qua như này rất là dễ. Và nếu như các bạn đeo kính thì các bạn có thể lấy kính ra sau đấy đeo lại. Đó, thì nó sẽ không bị cảm giác vướng vào cái kính và cũng không cảm giác bị cấn. Đó, cái ưu điểm của nó đó là nó bám rất là chắc ở trên tai, dù các bạn có vận động kiểu gì thì nó cũng không bị rớt ra. Nó cũng sẽ mang đến cho chúng ta cái cảm giác fit tai hơn rất là nhiều. Tuy nhiên có thể với những bạn mà chưa đeo quen cái kiểu thiết kế tai đeo qua vành tai này thì chúng ta sẽ cần phải có một cái thời gian để quen, bởi vì cái thiết kế này nó sẽ có một cái phần móc đeo qua vành tai này, thì với những người chưa đeo kiểu này bao giờ thì các bạn sẽ cảm thấy nó hơi bị vướng ở đây. Cái thứ hai là cái phần housing ở trong tai này nó sẽ đặt trọn vẹn luôn vào cái phần khoanh tai của chúng ta. Chính vì vậy là với một số những người chưa bao giờ đeo kiểu tai này thì các bạn sẽ cảm giác là nó có một cái gì đấy nó hơi đầy ở trong cái phần khoanh tai này. Nhưng khi mà chúng ta quen rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái cách thiết kế này nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái cảm giác là thoải mái hơn rất là nhiều so với những cái thiết kế thông thường. Và nó cũng giúp cho chúng ta có thể đeo được rất là lâu mà không cảm giác bị mỏi hay là cảm giác bị đau tai. Bây giờ mình sẽ thử lắp cho các bạn xem là cái độ bám của nó ở trên tai nhá. Nó sẽ không bị rơi ra những cái tai nghe thông thường như kiểu AirPods hoặc là những cái tai nghe đeo thẳng vào tai đâu. Bình thường thì những cái tai nghe kia nếu như các bạn lắc như này, đó, thì nó sẽ bị rơi ra. Nhưng cái tai nghe này thì nó bám rất là chắc. Còn nói về cái khả năng cách âm của cặp tai nghe này thì trong quá trình mình trải nghiệm thì mình thấy rằng đây là một cặp tai nghe có cái khả năng cách âm rất là tốt. Mặc dù là nó chỉ là cách âm tự động thôi, nhưng mà ở cái âm lượng khoảng tầm 50-60% thì gần như là các bạn sẽ không còn nghe thấy những cái âm thanh ở môi trường bên ngoài nữa. Còn về mic đàm thoại thì mình sẽ có một cái đoạn thu âm lại cái mic này để các bạn xem cái chất lượng mic của cặp tai nghe này nó như nào nhá. Alo alo, hiện tại mình đang test mic của chiếc Mi Audio M6 VR. Đây là một cặp tai nghe có dây dành cho kính VR và những nền tảng chơi game đa phương tiện. Tai nghe được thiết kế để có thể tái tạo lại được không gian tốt nhất trong game cũng như là trong môi trường thực tế ảo. Và đây là chất lượng mic của chiếc Mi Audio M6 VR. Còn bây giờ thì mình sẽ nói về cái chất lượng âm thanh của cặp tai nghe này. Do đây là một cặp tai nghe được thiết kế để tái tạo lại cái không gian ảo. Chính vì vậy, ngay khi mà mình đeo lên trên tai thì cái cảm giác đầu tiên đó là cái âm trường của nó rất là rộng và rất là thoáng. Nó khác hẳn với những cặp tai nghe ở dưới tầm 1 triệu. Các bạn sẽ khó mà có thể tìm được một cặp tai nghe có cái âm trường, có cái âm hình, có cái không gian được rộng và thoáng như cặp tai nghe này. Đây là cái điểm nhấn và đây là cái điểm tốt nhất của cặp tai nghe này. Cái thứ hai đó là cái âm trầm. Đây là một cặp tai nghe có cái âm trầm rất là hay, xuống rất là sâu và có cái độ nảy rất là tốt. Nó bùng nổ nhưng nó lại xuống rất là sâu và cái tốc độ của cái âm bass này nó cũng rất là nhanh. Và đây là một cái âm trầm có thể chơi được rất nhiều thể loại nhạc và nó sẽ giúp cho những cái bài hát trở nên sôi động hơn. Đồng thời là nó sẽ giúp cho cái không gian ở trong game sống động hơn rất là nhiều. Cái âm trầm này nó cũng ở cái mức trên mức trung bình khá, có nghĩa là nó sẽ nổi trội hơn so với những giải khác một chút. Bên cạnh một cái giải trầm, đó là một cái giải trung rất chất Mi Audio. Đó là một cái giải trung có cái độ ngọt, có cái độ tự nhiên, có cái độ chi tiết cực kỳ tốt. Và nó cũng là một cái giải trung rất là êm tai. Bên cạnh giải trung thì là một cái giải chép được làm rất là mịn màng, có cái độ chi tiết tốt và các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy là bị thiếu thốn chép khi mà nghe ở trên cặp tai nghe này. Tuy nhiên nó không phải là một cái cặp tai nghe quá nhiều chép
nó không mang đến cho chúng ta cái cảm giác bị chói gắt hay là bị síp khi mà nghe nhạc, mà nó mang đến một cái cảm giác rất là êm ái và thoải mái để chúng ta có thể sử dụng lâu, để chúng ta có thể hòa nhập vào trong cái không gian game, không gian thực tế ảo một cách rất là thoải mái mà không bị cảm giác mệt mỏi hay là bị khó chịu khi sử dụng lâu. Tóm lại thì Mi Audio M6VR là một cặp tai nghe khá là đa dụng, là một cặp tai nghe chơi game có thể sử dụng được cho khá là nhiều các nền tảng, từ máy PC, điện thoại đến máy chơi game chuyên nghiệp như Nintendo, PSP hay là Xbox, cũng như là kính VR. Và đây là một cặp tai nghe có dây chơi game khá là cao cấp. Trong cái bài đánh giá này thì mình cũng có một cái phần thu âm lại cái chất lượng âm thanh của cặp tai nghe này. Các bạn xem qua cái phần thu âm đấy thì các bạn sẽ thấy rõ hơn về cái khả năng tái tạo âm thanh của cặp tai nghe này nhá. Cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Nếu không có mẹ, con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Sẽ không có nề có nếp, dù đặt mình lên cái chỗ đồ xôi. Cái máy tính mà con thu âm mấy bài đầu, mẹ đổ bằng những cái đổ mồ hôi. Giờ con đã đi làm và con kiếm tiền về, mẹ chỉ cần ngồi đó mà xơi. Ôi những ngày xăm mét, gió liêu siêu dáng mẹ gầy xo. Có khi mẹ ngất giữa đường, vì cả ngày chẳng có gì no. Mẹ không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu cũng chỉ vì lo. Giờ con đeo túi to te đi mua cho mẹ cái túi Dior. Nói đầu tiên là do ai dạy, nét chữ đầu tiên là tay ai cầm, sai lầm đầu tiên là nhờ ai sửa, vấp ngã đầu đời là được ai nâng. Đúng bài mẹ. Hát hay nhất trần đời là lời mẹ ru giữa trưa nắng. Thầy ơi cho con một què xem bói đầu năm, con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Năm nay chẳng ai bói xa được đâu, gặp nhau cõng duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp tâm đầu. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép duyên được đâu. Tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi y dài lâu. Vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới và cứ
Còn bài review của mình đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.